Ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra và khắc phục sửa chữa mặt đường bị lún nứt trên đèo Prenn, thành phố Đà Lạt, đồng thời bố trí lực lượng ứng trực để xử lý các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trên tuyến đường đèo mới nâng cấp mở rộng này. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải và Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh triển khai phương án khắc phục tình trạng lún, nứt mặt đường đoạn tuyến từ km 288+506 đến km 288+630 đèo Prenn, đồng thời yêu cầu đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả thực hiện công tác quan trắc khi công trình có biểu hiện bất thường để đánh giá, xác định nguyên nhân, đề xuất biện pháp xử lý, chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đường bộ theo quy định để kịp thời triển khai khi xảy ra sự cố. Yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng Đèo Cả, đơn vị tư vấn giám sát trong thời gian chưa bàn giao công trình cho nhà nước phải tổ chức kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các hạng mục công trình trên tuyến đường đèo Prenn để kịp thời phát hiện, khắc phục, sửa chữa những hư hỏng phát sinh, không để xảy ra tình trạng sạt trượt, sói lở công trình gây mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Đèo Prenn là tuyến cửa ngõ thành phố Đà Lạt, là đường giao thông huyết mạch đi thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Sau khi hoàn thành nâng cấp vào cuối tháng 1 năm 2024, đèo Prenn nhiều lần xuất hiện tình trạng hư hỏng trên mặt đường và một số vị trí bị sạt lở mức độ khác nhau. Thưa quý vị, tại Hà Giang, từ đêm qua đến sáng nay mùng 2 tháng 8, mưa lớn đã gây ra lũ lụt và ngập úng cục bộ tại một số địa phương trong tỉnh, làm ảnh hưởng đến nhà ở, thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của người dân. Tại huyện Bắc Mê, mưa lớn cục bộ gây ra lũ làm ngập lụt nhà cửa và ngập úng hàng chục hecta lúa và hoa màu. Đất đá sạt lở từ ta luy dương làm hư hỏng nhà cửa của 8 hộ dân ở các thôn Bắc Mìa, Giáp Yên, Khâu Đuẩn, Bản Sáp, thị trấn Yên Phú. Tại huyện Quang Bình có 75 hecta lúa, 58 hecta ngô, hoa màu bị ngập, cuốn trôi khoảng 15 hecta ao nuôi thủy sản, ngập úng và đất sạt lở vào nhà ở của 11 hộ dân ở thị trấn Yên Bình và xã Yên Thành. Ngoài ra, mưa lũ cũng làm hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông, một số thôn bản tạm thời bị cô lập do đất đá sạt lở xuống lòng đường. Ngay sau khi nắm được tình hình, lãnh đạo các địa phương đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiên tai. 8 giờ ngày 2 tháng 8, mực nước thượng lưu hồ thủy điện Tuyên Quang ở cao trình 109,73m, lưu lượng nước đến hồ 2.331 m³/giây. Nhằm bảo đảm an toàn cho công trình và hạ du, Công ty thủy điện Tuyên Quang đã mở một cửa xả đáy vào lúc 12 giờ cùng ngày. Đến 12 giờ, do mực nước ở thượng lưu hồ tăng lên cao trình 110,28m, lưu lượng nước đến hồ là 3.126 m³/giây, thủy điện Tuyên Quang tiếp tục mở cửa xả đáy thứ hai lúc 15 giờ và mở cửa xả đáy thứ ba lúc 17 giờ cùng ngày. Chính quyền các địa phương đã thông báo đến các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải đường thủy đang hoạt động trên sông, vùng hồ thủy điện và khu vực hạ du thủy điện Tuyên Quang để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản. Thưa quý vị, luật nhà ở 2023 sẽ có hiệu lực sớm từ ngày 1 tháng 8 với nhiều điểm mới, mang đến những lợi ích cho người dân và doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, nổi bật là các thay đổi về chính sách phát triển nhà ở xã hội. Những năm gần đây, cơ cấu nguồn cung ở thị trường bất động sản có xu hướng ưu tiên căn hộ cao cấp. Nhu cầu lớn nhất là nhà ở phân khúc giá bình dân lại thiếu hụt trầm trọng, người có thu nhập thấp khó có thể an cư. Luật nhà ở mới được thực thi có nhiều quy định được kỳ vọng sẽ mở rộng thêm nguồn cung nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu của người dân. Chúng tôi nghĩ rằng là khi các cái luật này ban hành thì nó sẽ giải quyết, tháo gỡ được nhiều cái điểm nghẽn và thúc đẩy cái việc phát triển các cái dự án bất động sản, đặc biệt là các cái dự án về nhà ở xã hội sẽ được cải thiện nhiều hơn. Nguồn cung nó sẽ tăng lên trên thị trường thì nó sẽ làm giảm áp lực cung cầu và giá cả, qua đó có thể hạ nhiệt. Và các cái vấn đề chính sách tín dụng thì ngân hàng và chính phủ cũng đã điều hành, cũng chỉ đạo và cũng tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho người dân. Luật mới mở rộng đối tượng mua nhà ở xã hội, tạo điều kiện cho người dân có thu nhập thấp thuận lợi hơn khi đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội. Đặc biệt bổ sung nhiều quy định khuyến khích doanh nghiệp, chủ đầu tư tham gia dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân, góp phần tháo gỡ những nút thắt về pháp lý đối với chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội. Luật nhà ở quy định có những cái ưu đãi rất đặc biệt cho các chủ đầu tư phát triển nhà ở xã hội. Trong đó là cụ thể là sẽ miễn giảm toàn bộ các tiền thuế đất, tiền sử dụng đất. Và đặc biệt là các cái thủ tục để được miễn giảm đó là chủ đầu tư cũng không phải thực hiện. Chỉ cần xin phép xây dựng dự án nhà ở xã hội là đã được tự động là miễn giảm cái tiền đó.
Cùng với luật nhà ở còn có luật kinh doanh bất động sản và luật đất đai có hiệu lực từ mùng 1 tháng 8. Sự bổ sung đồng thời của các bộ luật là tín hiệu tích cực đối với thị trường bất động sản nói chung. Dự báo năm 2025 sẽ có sự phục hồi cả về nguồn cung, chất lượng sản phẩm và giá bán nhà ở xã hội. Thưa quý vị, từ thành công trong việc điều trị nhiều ca bệnh khó, bệnh hiếm, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục triển khai thêm chuyên ngành bỏng để thực hiện nhiệm vụ cấp cứu ngoài cộng đồng, cũng như hỗ trợ ứng cứu cho các địa phương xử trí và tiếp nhận các nạn nhân của các vụ hỏa hoạn lớn. Để đáp ứng với yêu cầu thực tiễn và đảm bảo chức năng đầy đủ của Bệnh viện Đa khoa hoàn chỉnh lớn nhất cả nước, Bệnh viện Bạch Mai quyết định triển khai chuyên ngành bỏng và thành lập khoa da liễu và bỏng trên cơ sở tổ chức lại khoa da. Điều trị bỏng tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân có điều kiện cấp cứu và nhận diện tình trạng người bệnh chính xác nhất với sự phối hợp của các chuyên khoa da liễu, hồi sức cấp cứu, chống độc, hô hấp, nhi, phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, thần kinh, tâm thần, phục hồi chức năng, miễn dịch, dinh dưỡng lâm sàng. Với nền tảng đa khoa và thế mạnh điều trị chuyên sâu, Bệnh viện Bạch Mai nhận thấy sự cấp thiết của việc cần phải xây dựng chuyên ngành bỏng để đáp ứng với yêu cầu thực tiễn và đảm bảo chức năng đầy đủ của Bệnh viện Đa khoa hoàn chỉnh lớn nhất cả nước. Cùng với đó, bệnh viện cũng đẩy mạnh thêm công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến về chuyên ngành bỏng cho các địa phương tuyến dưới. Sau gần 20 tháng được trùng tu, chùa Cầu ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành, đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân và những người yêu mến phố cổ về công trình kiến trúc có giá trị đặc biệt này. Thế nhưng cũng có nhiều ý kiến trái chiều về diện mạo mới của di tích. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân. Đây là hình ảnh chùa Cầu sau gần 20 tháng trùng tu. Dự án sẽ được khánh thành vào chiều ngày 3 tháng 8 năm 2024, nhân sự kiện giao lưu văn hóa Hội An, Nhật Bản. Trước hình ảnh mới mẻ này, nhiều du khách cảm thấy lạ lẫm, chưa quen. Bây giờ mình chưa quen, mình thấy là cái cũ này, thấy là mình quen mẻ nó hơn, mình thấy nó đẹp hơn, và mang cái đậm chất, cái nét sắc ngày xưa. Còn bây giờ mới thì có thể là mọi người cảm thấy chưa quen. Theo thành phố Hội An, để chuẩn bị trùng tu, thành phố đã chuẩn bị rất kỹ, tổ chức nhiều hội thảo khoa học, hồ sơ quốc tế, cũng như trong suốt quá trình trùng tu, thành phố Hội An luôn công khai minh bạch, mở cửa cho người dân, du khách hay chuyên gia, nhà khoa học tham quan để góp ý. Công trình chùa Cầu sau khi trùng tu đã đảm bảo tất cả các yếu tố về mặt kiến trúc, về mặt lịch sử, về mặt khoa học và về mặt pháp lý, đặc biệt là đã giữ tối đa được các cái yếu tố gấp mà có thể giữ được và giữ nguyên vẹn được cái kiến trúc, cái hình dáng như chùa Cầu trước đây. Dự án tu bổ di tích chùa Cầu này nó đã được thực hiện rất là bài bản, và trong quá trình triển khai các bước như vậy thì đều có cái sự tham gia của Cục Di sản Văn hóa chúng tôi, đều có cái sự tham gia phối hợp của rất nhiều các chuyên gia đầu ngành trong nước trong lĩnh vực bảo tồn di tích. Ngoài ra, Cục Di sản Văn hóa chúng tôi đã mời các chuyên gia nước ngoài, mà điển hình ở đây là các chuyên gia của JICA, của Tổng cục Tài sản Văn hóa Nhật Bản đã đóng góp trong cái phương án thiết kế, trong cái quá trình tu bổ, trong quá trình khảo sát đánh giá hiện trạng di tích. Vậy sao lại có nhiều ý kiến đến vậy? Nhất là màu sắc mới của di tích sau khi trùng tu. Cũng chính vì màu sắc mới này mà nhiều người cho rằng việc trùng tu làm mất đi nét cổ kính, rêu phong và nhìn có vẻ mang tính hiện đại, xây mới. Thực tế thì sao? Chúng ta đã áp dụng cái vôi truyền thống để làm màu sắc cho chùa Cầu, và chỉ cần một năm sau với tác động của thiên nhiên thì cái màu của nó sẽ xuống. Còn chúng ta không sử dụng cái màu công nghiệp ở đây. Nếu mà sử dụng màu công nghiệp thì cái việc xuống màu nó sẽ rất lâu. Rõ ràng việc phục hồi chùa Cầu dù thế nào cũng không thể tránh làm cho di tích có phần mới ra. Nhưng điều quan trọng là giữ gìn được tính nguyên gốc, bảo đảm được tính nguyên tắc trong tu bổ di tích. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình thời sự chiều nay của Truyền hình Nhân dân cũng xin được dừng lại. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.